nữ chính được yêu thích nhất 5 năm qua, Nhiệt Ba có 2 suất quán quân không bất ngờ. Trong những năm gần đây có rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng và nhiều nhân vật kinh điển nổi tiếng vẫn thường được nhắc đến ngay cả đã được ra mắt khá lâu. Thời gian có thể qua đi, nhưng những vai diễn kinh điển sẽ luôn được ghi nhớ. Sau đây sẽ là những nữ chính được yêu thích mà công chúng nhắc đến nhiều nhất trong 5 năm qua. Vị trí thứ 10, Tư Đằng. Tư Đằng của Cảnh Điềm là một trong những nhân vật phim truyền hình được yêu thích nhất vào năm 2021. Được chuyển thể từ tiểu thuyết bán yêu Tư Đằng, Cảnh Điềm đã mang đến một vẻ sang trọng quý phái và quyến rũ. Từ nhan sắc và kỹ năng diễn xuất, nàng mỹ nhân đã rũ bỏ được cái mác vạn năm không nổi. Vẻ đẹp từ sắc vóc ngoại hình rất phù hợp với trang phục sườn xám, mang khí chất cổ điển độc đáo và trong nhân vật. Nam cho vai diễn trở nên sinh động và đa chiều, mỗi cái nhíu mày đến nụ cười đều rất quyến rũ và tạo hình sườn xám của cô nàng cũng làm người xem phát cuồng. Thứ 9, Bạch Phượng Cửu. Từ vai nữ phụ trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Phượng Cửu trở thành tuyến nhân vật chính trong bản Trầm Thượng Thư năm 2020. Vai diễn của Địch Đệ Nhật Ba được yêu mến. Bạch Phượng Cửu là một trong những số ít những nữ chính ngốc bạch ngọt nhưng không gây khó chịu. Trong những năm gần đây, những nữ cường đã phổ biến hơn, nhưng Phượng Cửu đã thành công theo cách riêng của mình. Ngoài việc thông minh trong dàn dựng nhân vật, thì màn thể hiện của Địch Đệ Nhật Ba đối với vai diễn vô cùng ấn tượng. Thứ 8, Chử Toàn Cơ. Vai diễn Chử Toàn Cơ trong Lưu Ly của Viên Bang Nghiên cũng được yêu mến đông đảo. Bối cảnh của vai nữ chính thực sự rất khó diễn, nếu diễn không tốt thì sẽ trở thành một cô gái ngốc nghếch khó chịu. May mắn thay, Viên Bang Nghiên đã diễn đúng bài ngây thơ, đáng yêu của một Chử Toàn Cơ 16 tuổi với trái tim Lưu Ly. Từ sự ngây ngốc vô tình tán tỉnh khiến Vũ Tư Phượng đổ đứ đừ. Thứ 7, Viên Kim Hạ, Đàm Tùng Vận. Viên Kim Hạ trong Cẩm Y Chi Hạ giúp Đàm Tùng Vận một lần nữa tỏa sáng, mở ra loạt cơ hội mới trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Nhân vật này được các fan hâm mộ của bộ phim vô cùng yêu thích khi được xây dựng rất hợp lý. Vừa có tính cách ngốc nghếch ngọt ngào, điệu đà của nữ chính, trước mặt Lục Dịch lạnh lùng. Viên Kim Hạ đáng yêu dễ thương nhưng lại rất thông minh được việc khi xử lý một vụ án. Diễn xuất ấn tượng của Đàm Tùng Vận giúp nhân vật hoàn chỉnh, không lố không ngốc. Cùng với phản ứng hóa học tốt cùng bạn diễn, Cẩm Y Chi Hạ trở thành một trong những bộ phim được yêu mến đông đảo, dù ban đầu phim chẳng được trông đợi quá nhiều. Thứ 6, Kiều Tinh Tinh. Vai diễn thứ 2 được yêu mến đông đảo của Địch Đệ Nhật Ba trong 5 năm qua là Kiều Tinh Tinh trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Và đóng vai một nữ minh tinh quả thực hợp với bản chất nghề nghiệp, địa vị đời thực của cô nàng. Tự tin xinh đẹp tỏa sáng mọi lúc mọi nơi, lúc đáng yêu dễ thương khi lại quyến rũ khó cưỡng. Thứ 5, Cẩm Mịch. Cẩm Mịch của Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khói Xương là một trong những nhân vật nữ chính được yêu thích trong năm qua. Đất diễn của nhân vật này trong phim rất nhiều, trải dài qua các giai đoạn khác nhau. Ban đầu dễ thương, không biết ranh giới tình yêu giữa nam và nữ, thậm chí còn không rõ nụ hôn. Về sau, Cẩm Mịch dần dần trở thành nữ thần thông minh, điềm đạm, dịu dàng. Dương Tử cùng kỹ năng diễn xuất tốt, cảnh khóc truyền cảm xúc rất mạnh, mở ra thời kỳ sự nghiệp nổi trội của cô nàng. Thứ 4, Tiểu Phong. Sơn Đông Cung, Bành Tiểu Nhiệm cũng trở nên nổi tiếng. Lần đầu tiên xuất hiện trong trang phục dị vực, đỏ rực khó quên. Nữ diễn viên đã mang đến một công chúa Tiểu Phong tự do vui vẻ trên thảo nguyên bao la. Số phận đau thương cùng tình yêu đau khổ với thái tử Đông Cung. Kết cục bi thương xót xa khiến nhân vật Tiểu Phong được khán giả nhớ mãi không quên. Thứ 3, Bạch Thiển. Vai diễn Bạch Thiển của Dương Mịch trong Thập Lý Đào Hoa cũng đã trở thành một trong những vai diễn kinh điển của màn ảnh trong 5 năm trở lại đây. Thậm chí đây được coi là đỉnh cao sự nghiệp của nữ hoàng rating. Bạch Thiển là nhân vật đệ nhất tứ hải bát hoang, được xem bà nội thiên hạ, giảm yêu giảm hận. Thứ 2, Đồng Niên. Đảm nhận vai trò nữ chính Đồng Niên trong Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử khiến dân tình phát cuồng với nhân vật đáng yêu ngây thơ nhưng lại không hề ngốc nghếch. Được mệnh danh phú bà, dù chưa tốt nghiệp, đối lập với Đỗ Nghèo Khỉ Quân Thần, theo đuổi tình yêu một cách quyết liệt nhưng cũng đầy hài hước. Diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1992 một lần nữa được khán giả khen ngợi, diễn như không diễn. Thứ nhất, Thịnh Minh Lan. Vai diễn được yêu thích nhất trong 5 năm qua thuộc về Thịnh Minh Lan của Triệu Lệ Dĩnh. Vai diễn này thực sự đã ăn sâu vào lòng người, rất hợp với nàng tiểu hòa 80 năm. Minh Lan giấu mình, tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất vô cùng thông minh nhạy bén. Vừa cứng rắn kiên quyết, biết tiền biết lùi, làm mọi thứ để bảo vệ người mình yêu thương, kiên nhẫn đúng lúc, bộc phát đúng thời điểm, không bao giờ mềm lòng khi đối mặt với kẻ thù. Thực tế đây là vai diễn thành công của Lệ Dĩnh. Không chỉ được khen ngợi diễn xuất, nữ diễn viên còn được đánh giá như một Minh Lan đời thực, như được xây dựng dành riêng cho cô nàng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.